tổng thể nó vào thành một cái tác phẩm đẹp. Ừ. Rất hài hòa. Đẹp thế này cơ mà. Đấy. Ôm lấy mấy nhà này. Toàn đồ chơi này mà chả ấy nhỉ. Đẹp quá. Anh Dũng, cây của anh Dũng đúng không ạ? Cây của anh Dũng ấy. Anh có 3 cây đây. Đẹp nhỉ. Nhìn sáng quắc ra nhỉ. Hụ cây này cao ba mấy. Đấy, đẹp đấy, đồ đẹp đấy. Dạ. Vâng, tí nữa bác ơi. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp. Bác hỏi thế hôm nay ông Sáu thế nào? Ui, cháu biết là sao được. Cháu cháu có mấy khi về đâu, về tí lại đi. Trời ơi, cháu xấu cháu chịu. Cái này phải hỏi bác Hưng. Dạ, cái này phải hỏi bác Hưng bác. Ông bác tưởng là mà cháu biết giờ ông ấy đang ăn dưỡng ở đâu. Cháu biết làm sao được. Mỗi lần về có tí thôi bác. Đấy, thầy Quỳnh Dũng đẹp. Cái này bao nhiêu tiền anh Dũng ơi? Báo cho anh em biết cái. Nhỉ? 5 triệu em. 5 triệu, đấy, đẹp quá. Còn cái này vừa nãy vào 3 này. 3 triệu. 3 triệu. Đấy. Cái kia. Kia. Cái kia 5 triệu. 5 triệu. Triệu. Vâng, cái đấy cái quê đẹp. Đấy, anh đẹp. Anh thích nhưng mà không thủ nhiệt được đâu. Đó gì, về cứ bắt về là đúng dáng trực gà của đấy. 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 Nhìn cái nước cây nó sáng hết cả người. Này, sướng. Sáng hết cả thằng người rồi. Gạo đây, gạo đây. Gạo tẻ đấy. Ách chà. Đấy. Chân cẳng ổn. Hàng chậu. Đấy, bây giờ mà cái vết xẻo này hơi nặng tí. Ra chỗ này nó là kín kín thì ok nha. Bây giờ xuống dưới này. Cổ vét hơi dã man. Nói chung là cũng tiếng nuối đấy. Thèm khát nhưng mà nó không ấy thế thì để chắc mấy chục. Nước cây sáng sủa. Làm xuống em tí nữa là ok. Về nuôi. Trực gạo. Quá đẹp, quá đẹp. Chẳng ra xuống nó đuổi đâu mà nó hỏi. Bây giờ nó không đuổi nữa. Bây giờ nó không đuổi nó đâu rồi. Không đuổi đâu mà. Không phải là ngày kia không đuổi nữa rồi. Nhưng mà nay nó đã ra thu được. Thu rồi có rồi. Có người thu rồi. Thì ai kiện đứng lên mà anh kiện thu mà. Nhưng mà hôm nay thì ai đứng ra để kiện lập thu ra lên trên. Thằng đệ đã ngồi trong khoán. Xem gì. Rồi. Đấy, đây xanh. Già lắm này, già lắm. Già lắm đây. Trồng mà chạy
thì Dũng Hoa, cây của anh Dũng Hoa. Nó như là tết bàn bàn cốt để cho cái ở trong đấy. Bắt đầu thấy rát người ấy. Đang rát người. À, dưới. Dưới nhìn từng lu. Thích quá nếu chị đừng nhận. Quất đi. Cái bóp cơ. Quất đi. Bóp anh ơi. Anh Hùng ơi, mua cái này về nuôi đi. Ngoài mua đâu? Ngoài mua nào con này giá đấy. Bao tiền? Bốn à, bốc đi. Ba mình bốc. Đẹp, giá nuôi bộ. Xe cây của Lê Minh Tuấn. Đóng vào ghép à. Giá anh em thợ với nhau thôi chứ các bác không mua được cái giá đấy đâu. Lê Minh Tuấn này. Cởi dây thôi. Cái này cây gì đấy? Cây trang vàng anh ơi. Cây gì? Cái mẫu đơn. À mẫu đơn. Đấy đẹp nhưng không phải miếng của anh đúng không? Đẹp nhưng mà không phải miếng của anh. Cái này em biết. Mình bán hàng nó to đi. Sống được. Và triệu thì 3-6 triệu. Có. Đấy, cây đấy. 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 Cây đấy về đừng có đục cây đấy anh nhá. Cây đấy, cây đấy về đừng có đục. Cây đấy vừa nãy đấy. Đấy, vào về đục cái cây kia thì chết dở. Đây là cái cây này này các bác này. Đó. Cây đấy là anh em chợ bán để đang bảo về để đục. Đang các nghệ nhân đang soi. Xung túc quá nhỉ. Hai thân hai phết. Nào nhấc vào. Chợ lại rôm rả các thể loại hàng. Đôi nhỏ nhỏ với anh đi kìa. Hôm nay chỉ bắn chùa. Hôm nay thì hôm nay hết sạch tiền rồi. Chẳng còn mua chịu nó gì. Chịu mua một xíu. Bỏ cái thân này đi chơi ba thân. Dính vào đấy làm cái gì? Đang dưng để cho nó. Mà có phải thân của nó đâu đúng không? Cứ dám tiền vào đấy mà thích chăng được. Để lúc sớm đây mà mãi nên quyền nó ra có mấy cuộc giao dịch thành công rồi mà chẳng thấy ra nó quay. Sớm quá. Sớm quá. Đấy, quan sẽ sớm rồi. Sáng giao dịch thành công nhiều cuộc lắm, bây giờ lại chả thấy gì. Chả thấy giao dịch sớm gì. Bây giờ còn sớm gì. Ta mình lâu thì lúc sớm lúc 7 giờ ra. Mà bây giờ từ lúc em ra chả thấy ông nào giao dịch gì cả. Đấy, hỏi Lê Minh Tuấn là bao tiền anh? 4 triệu. 4 triệu. Chiêu rửa ấy. Hai. Hai triệu rưỡi. Xì trắng nhỉ? Xì trắng 5 triệu. 5 triệu.
con người tai chuột 7 triệu rưỡi. Tai chuột có cái gì họ đã mất tiền đấy, 7 triệu rưỡi. Đấy, mỗi tội là một túm tụm hết trên xe này thôi mà. Học cái lần này. Tốt hơn rồi nhỉ. Rẻ. Rẻ. Tí được một tiền tiền nữa. Tiền nữa. Xe hôm nào. Giáp tay quá. Nắng quá. Nắng này nắng rồi. Vẫn chưa rút cái nào. Có không rồi. Thì bắn một canh cho tay ta hải thôi. Tay ta hải. Đúng rồi, con trực ngồi xuống nữa. Dạ, con trực đi chiếu xuống. Con đấy phải không cao. Đấy cái loại này đi mút cả xương. Lại mày. Con đấy chân cẳng nó hơi cuôn. Lại mày. Chân láo đẻ. Chân láo đẻ. Chân láo đẻ. Có cần em vào bỏ bớt mấy ghế. Ngồi đây thì bố phải chịu. Thấy thân nhưng nói gì nhưng mắt đã đá ra nha. Đá ra. Đá ra. Đá ra. Đá ra. Đá ra. Không lỗi một tí nào cũng được. Đâu bị đâu rồi nhỉ, mà bỏ nhỉ. Bỏ ra bỏ thế nào. Đấy, con đấy phải nuôi bằng phở, bằng cơm. Đấy. Ai tay của nó. Vui quý các bác. Ra. Đâu nhỉ? Ok, bác nào báo giá cây này cái. Ông tị. Ông chủ ông đang uống nước. Vui vẻ tí hôm nay tôi trong cái nắng nôi này có tí hai tay một ngọn mát mẻ kìa. Trắng lắm các bạn. Rồi điện thoại kìa. Rồi, cảm ơn các bác để đi ra góc chợ Đại Kiên.